Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại kênh của chúng tôi. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn cách vệ sinh làm của cho các loại cây cảnh các bạn nhé. Tôi sẽ giới thiệu với các bạn đây là cây hoa sứ. Mình cũng thỉnh thoảng cũng phải xới đất và chua đất có độ xốp và cho cây để cho cây sinh trưởng tốt các bạn ạ. Qua quá trình mà mình tưới cây đất hân nhanh chắc lắm các bạn ạ, cho nên là thường mình thường xin để làm tơi xốp cho đất nhá. Thì mình dùng những dụng cụ, mình dùng những cái bay này thì mình xới dễ dàng và được thuận tiện hơn các bạn ạ.
mẻ vậy. Cuộn lại hãy mần có mưa thì phải đắp vào. Hay là rút lên. May cá rồi.
đã hoàn thành xong được một cây sứ rồi các bạn nhá. À đây, trông rất là sạch sẽ và đẹp nhá. Bây giờ mình lại qua sang cây xanh các bạn ạ. Đây. Cái này là cây xanh cảnh các bạn nhé. Cây này cũng đã có tuổi thọ khoảng trên 20 năm rồi các bạn ạ.
sẵn sàng đèn xì rồi. Thank you.
Đối với những cây ở trên vườn ta cũng thường xin chăm sóc, nhổ cỏ và xới đất lên các bạn nhé. Thường xin nhổ cỏ và chăm bón thì cây ít sâu bệnh các bạn.
vườn rất là nhiều của các bạn. Mới mưa xong cho nên là rất là nhiều của. Chăm sóc không đủ của thì cây sâu bệnh nhiều các bạn nhé. Là mình phải xin chăm sóc và nhổ cỏ cho cây để cho cây thoáng. Rất nhiều của các bạn. Cái này là gọi là cây của cây dương sĩ các bạn ạ. Cây này mọc rất là cứng cây và rất là dễ ăn, uống rất là
nhiều loại cây ký sinh bám vào cây cảnh các bạn ạ. Nên là ta cũng cần phải để ý để lấy chúng đi. Ta lại qua bên này các bạn ơi. Đấy. Kinh chi nhỉ, lấy thoải mái. Đang làm của anh dập hết rồi, mưa anh đánh xuống rồi mà. Mưa anh đánh xuống à, mà bữa bão nên
nắng rồi bão rồi mưa rồi. Bên này các bạn ơi. Cắt rồi bác ạ. Ô mô. À ra. Ồ, thế thì thế thì rút hết rồi còn chi. Ồ, ồ, thật. Ồ. Tao mày lấy đi cho nha. À ra. Cái lúa của bác ấy, bữa em cắt rồi. Thơm mà cái tí à. Mà nhà em lại cắt thanh. Thành ra cái củ chạy nó lại chín sau của em mà cái mạ em bắt lại sau mà lại chín trước quá. Của em một cái bắt thịnh. Nhưng mà cái của bác là cái hột hồ cái hạt hình như thế là hạt hạt tắm thơm đúng không? Vấn đề hung hung ăn đùa đùa đúng không? Cái nín à buồn cười hắn lộ linh tinh đi hắn lộ linh tinh đi hắn lộ là lúa điên lộ lúa trắng để lộ linh tinh đi kệ thơm lắm đi ạ. Ta mới ăn hai bữa mỗi lần cô ăn đi ạ. Nước cước cả à ra một mì nước thơm với một mì nước sắc cái gì cô ăn sắc cho hai cái mì. Ô trời nhà bác cắt được cái bữa nữa là chưa mưa. Em thấy nhà bác cắt rồi mà em chưa cắt, chứ là bác cắt vô bồ hết rồi trời trời mới mưa. Hoa đẹp nữa đấy bác. Vâng. Ồ, nhiều cỗ lắm rồi bác. Vâng, cái nến hân nhanh ráo lắm. Không phải đây giống đất được. Đất nến ráo lắm, cũng cao. Vâng. Chưa. Vâng, thằng Nam bây giờ cũng trả cái tháng 10 nữa một nhọc lắm.
Đây là cây tùng cuôn các bạn ạ. Cây tùng cuôn, cây tùng cối nó rụng quả xuống. Đây là quả của tùng rụng xuống lên cho ta rất nhiều cây tùng cuôn nhé. Các bạn có thể đem về để ươm lại và trồng thành cây tùng cối như thế này được. Video của mình đến đây đã kết thúc rồi. Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo nhé. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại kênh của chúng tôi. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu về các bạn về những cây cảnh ở trong vườn. Đây là cây tùng cối các bạn. Cây tùng này có tuổi thọ 60-70 năm rồi các bạn nhé. Ta thường trồng cây cảnh thì ta thường là nhổ của và chăm bón và thường là phát hiện ra sâu bệnh để kịp thời để phun sâu bệnh cho cây để cho cây không bị sâu bệnh các bạn nhé.
phải gần để cho các bạn xem. Video của mình đến đây đã kết thúc rồi. Hẹn và gặp các bạn ở video tiếp theo nhé. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại kênh của chúng tôi. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn cách vệ sinh làm của cho các loại cây cảnh các bạn nhé. Tôi sẽ giới thiệu với các bạn là đây là cây hoa sứ. Mình cũng thỉnh thoảng cũng phải xới đất và chua đất có độ xốp và cho cây để cho cây sinh trưởng tốt các bạn ạ.
Có quá trình mà mình tưới cây đất hanh nhanh chắc lắm các bạn ạ. Cho nên là thường mình thường xin để làm tơi xốp cho đất nhá. Thì mình dùng những dụng cụ, mình dùng những cái bay này thì mình xới dễ dàng và được thuận tiện hơn các bạn ạ. Đừng cườn mẻ lại, cườn lại hãy mần có 10 thì phải đắp vào hay là rút lên mày cá rồi.
đã hoàn thành xong được một cây sứ rồi các bạn nhé. À đây, trông rất là sạch sẽ và đẹp nhá. Bây giờ mình lại qua sang cây xanh các bạn ạ. Đây, cái này là cây xanh cảnh các bạn nhé. Cây này cũng đã có tuổi thọ khoảng trên 20 năm rồi các bạn ạ.
đen phi rồi. Thank you.
Đối với những cây ở trên vườn ta cũng thường xin chăm sóc, nhổ cỏ và xới đất lên các bạn nhé. Thường xin nhổ cỏ và chăm bón thì cây ít sâu bệnh các bạn.
vườn rất là nhiều của các bạn. Mới mưa xong cho nên là rất là nhiều của. Chăm sóc không đủ của thì cây sâu bệnh nhiều các bạn nhé, là mình phải xin chăm sóc và nhổ cỏ cho cây để cho cây thoáng. Rất nhiều của các bạn. Cái này là gọi là cây của cây dương sĩ các bạn ạ. Cây này mọc rất là cứng cây và rất là đẹp để ăn uống rất nhiều.
nhiều loại cây ký sinh bám vào cây cảnh các bạn ạ. Nên là ta cũng cần phải để ý để lấy chúng đi. Ta lại qua bên này các bạn ơi. Đấy. Kinh chi nhỉ, lấy thoải mái. Đang làm của anh dập hết rồi, mưa anh đánh xuống rồi mà. Mưa anh đánh xuống à, mà bữa bão nên nó nắng rồi.
bão rồi mưa rồi. Bên này các bạn ơi. Cắt rồi bác ạ. Ô mô. À ra. Ồ, thế thì rút hết rồi còn chi. Ồ, ồ, thật. Ồ. À ra. Cái lúa của bác ấy, bữa em cắt rồi. À, hộp bằng cái tí à. Mà nhà em lại cắt thanh. Thành ra cái củ chạy nó lại chín sau của em mà cái mạ em bắt lại sau mà lại chín trước quá. Của em một cái bắt thịnh. Nhưng mà cái của bác là cái hột hồ cái hạt hình như thế là hạt hạt tắm thơm đúng không? Vấn đề hung hung ăn đùa đùa đúng không? Cái nín là cuồn cười hắn lộ linh tinh đi hắn lộ linh tinh đi hắn lộ là lúa điên lộ lúa trắng để lộ linh tinh đi vẽ thơm lắm đi ạ. Cảm ơn các thầy nhiều mỗi lần cô ăn đi ạ. Những cước cả à ra một mì nước thơm với một mì nước sắc cái gì cô ăn sắc cho ai chắc này mì ô trời. Nhà bác cắt được cái bữa nữa là chưa mưa. Em thấy nhà bác cắt rồi mà em chưa cắt. Chứ là bác cắt vô bồ hết rồi trời trời mới mưa. Hoa đẹp nữa đấy bác. Vâng. Ồ, nhiều cỗ lắm rồi bác. Vâng, cái nến hân nhanh ráo lắm. Không phải đây giống đất được. Đất nến ráo lắm, cũng cao. Vâng. Chưa. Vâng, thằng Nam bây giờ cũng trả cái tháng 10 nữa một nhọc lắm.
Đây là cây tùng cuôn các bạn ạ. Cây tùng cuôn, cây tùng cối nó rụng quả xuống. Đây là quả của tùng rụng xuống lên cho ta rất nhiều cây tùng cuôn nhé. Các bạn có thể đem về để ươm lại và trồng thành cây tùng cối như thế này được. Video của mình đến đây đã kết thúc rồi. Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo nhé. Bây giờ lại đến cây su này các bạn nhá. Mình lại cũng nhổ cỏ và xới đất.
lên lượt lúa này anh Kim ơi. Bây giờ lại đến cây su này các bạn nhá. Mình lại cũng nhổ cỏ và xới đất. Đi lên lượt lúa này anh Kim ơi.